rằng Singapore được đánh giá là đất nước an ninh hàng đầu và đặc biệt chi phí khi du học tại Singapore lại rẻ hơn các nước khác. Trong khi đó, bằng cấp lại được công nhận quốc tế. Điều này đã thu hút rất nhiều sinh viên đến với Singapore du học. Thì du học Singapore, ngành quản trị kinh doanh yêu cầu như thế nào? Cơ hội nghề nghiệp cũng như ưu đãi dành cho học sinh ra sao? Đây là những thắc mắc mà các bạn là quan tâm khá nhiều. Và bây giờ đây, hãy cùng du học Tân Đại Dương tìm hiểu chi tiết hơn các bạn nhé. Ngày nay, có rất nhiều bạn trẻ ước muốn là sau này được trở thành những người quản lý, kinh doanh tài giỏi. Nhưng mà chọn cái trường nào tại Singapore chuyên đào tạo ngành này? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Du học Singapore ngành quản trị kinh doanh là một lựa chọn khá phổ biến hiện nay. Với tấm bằng cử nhân về kinh doanh sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội và nghề nghiệp thăng tiến trong công việc. Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn Học viện Quản lý Nanyang, một trong những học viện tại Singapore có đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Và học viện được thành lập năm 2001, có liên kết với trường Federation University của Úc để cấp bằng đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ngoài ra còn có các ngành khác như là du lịch khách sạn và xây dựng. Thì du học Singapore ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Quản lý Nanyang đào tạo các chương trình từ chứng chỉ, cao đẳng, cử nhân cho đến thạc sĩ. Thì với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành quản trị kinh doanh và đội ngũ giảng viên tận tình là các chuyên gia đứng đầu trong ngành sẽ giúp cho bạn có được những kiến thức cũng như kỹ năng riêng cho bản thân. Và kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo. Song song đó, khi học tại Nanyang, các bạn luôn được khuyến khích tự tạo lập sự nghiệp cho riêng mình. Thì du học Singapore ngành quản trị kinh doanh bắt đầu nhận các bạn học sinh từ khi hoàn tất lớp 10 tại Việt Nam. Các bạn chỉ cần học 4 tháng với học phí là 4.400 đô la Singapore sẽ nhận được chứng chỉ kinh doanh. Sau đó sẽ học tiếp 8 tháng ở bậc cao đẳng quản trị kinh doanh với học phí là 8.800 đô la Singapore. Và khi hoàn thành bậc cao đẳng quản trị kinh doanh, bạn sẽ được cấp bằng từ Học viện Quản lý Nanyang. Lúc này có thể trở về Việt Nam với tấm bằng cao đẳng hoặc là học tiếp chương trình cử nhân quản trị kinh doanh trong vòng 16 tháng với học phí là 18.000 đô la Singapore. Và khi tốt nghiệp, các bạn sẽ nhận bằng từ trường đại học của Úc, đó là Federation University. Thì du học từ sớm, các bạn chỉ mất khoảng 3 năm để có thể nhận bằng đại học, giúp cho các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Và hoàn thành khóa học quản trị kinh doanh tại Nanyang, các bạn sẽ tránh được những cái bỡ ngỡ khi làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế đầy sự cạnh tranh và có sự linh hoạt thích nghi trong mọi vấn đề. Ngoài việc chọn trường, chọn ngành sao cho phù hợp, thì quý phụ huynh và các bạn sinh viên cũng rất quan tâm, đó là vấn đề nhà ở. Thì đối với du học sinh Việt Nam, việc đăng ký tại ký túc xá và thuê nhà ở Singapore trước khi đi du học tại đây là rất là quan trọng. Để có thêm thông tin, bạn cần tìm hiểu kỹ từ cái trường mà bạn lựa chọn theo học trước khi đáp chuyến bay của mình đến đó. Như các bạn cũng biết thì đất nước Singapore cũng khá nhỏ, chỉ rộng hơn thành phố Hồ Chí Minh một chút mà thôi. Dân số thì chưa đầy 5 triệu dân, tuy nhỏ nhưng một điều không thể phủ nhận đối với đất nước này đó là hệ thống giáo dục rất tốt và hệ thống an ninh rất là chặt chẽ. Nếu lần đầu đến với Singapore thì ký túc xá là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, không phải trường nào tại Singapore đều có ký túc xá dành cho các bạn sinh viên. Vì vậy, các bạn phải lựa chọn các hình thức nhà ở khác như là ở homestay hoặc là thuê căn hộ ở chung với bạn bè. Tân Đại Dương khuyên các bạn nên chọn học ở gần trường, gần tàu điện ngầm, trạm xe bus để thuận tiện cho việc đi lại cũng như học tập. Thì Tân Đại Dương có liên kết với hệ thống ký túc xá ở tại Singapore. Cho dù bạn học bất cứ trường nào thì chúng tôi đều có ký túc xá gần trường cho các bạn. Để chi tiết hơn, hãy liên hệ đại diện tuyển sinh của các trường Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội.